Trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm có viết: ngôn ngữ lung linh, quả chuyện thoang thoát, nên một đời tiếng Việt mãi ngân nga. Vâng, bởi vậy ở đâu có người Việt là nơi đó tiếng Việt được gìn giữ như một nguồn vốn quý báu, như gốc rễ để nuôi dưỡng tình yêu với cội nguồn dân tộc. Giữa bộn bề khó khăn, vất vả của cuộc sống nơi xứ người, có những người vẫn đau đáu với việc gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, thứ ba, con em người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Chúng tôi gọi họ là những người thầy thầm lặng, truyền tình yêu tiếng Việt. Một giờ học tiếng Việt tại Ni viện Liên Hoa, Vancouver, Canada. Để các em hiểu rõ hơn về các chữ cái, các cô giáo đã tìm những phương pháp giảng dạy linh hoạt, sáng tạo, như học thông qua các bài hát thiếu nhi đơn giản, gần gũi. Từng em được các cô hướng dẫn cách phát âm sao cho đúng, đủ thanh âm, vần điệu, cũng như uốn nắn từng nét chữ. Điều đặc biệt là những cô giáo ở đây đều là những tình nguyện viên. Lúc nào mình cũng đau đáu là chỉ muốn làm sao mang một cái điệu, những cái khả năng gì của mình sẵn có để coi như là cùng các bạn hoặc là cùng các anh chị giữ gìn và quảng bá, và để cho các em có coi như là không quên tiếng Việt. Khi mà thấy các con, mặc dù là có những em coi như hát ngọng, nhưng mà khi mà các em cất lên tiếng hát đó, mình cảm thấy mình rất là ấm cúng. Ngôn ngữ thì rất là quan trọng. Đó. Khi mà mình hiểu được tiếng Việt, mình biết tiếng Việt đó, thì mình sẽ biết thêm về cái phong tục tập quán của người Việt. Đã là người Việt đó, thì cũng rất là nên muốn truyền lại hay là dạy cho các bạn lứa tuổi khi sinh ra ở đây đó, thì dù sao người ta cũng không có được tiếp xúc nhiều. Đó. Thì là tiếng Việt rất là quan trọng. Những em nhỏ này hầu hết là những em bé thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại đây. Nhiều gia đình còn là gia đình đa văn hóa, với bố là người Việt, mẹ là người Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản hay ngược lại. Dù không có cơ hội sử dụng nhiều tiếng Việt, nhưng với các bậc phụ huynh, cho con học tiếng Việt là mong muốn, khao khát con mình giữ được mối dây liên kết với quê hương nguồn cội. Thì anh sinh ở đây ở Vancouver, ở Canada, thì anh không có được học tiếng Việt. Thì anh nói tiếng Việt tại vì ba má nói tiếng Việt thôi. Thì lần con của anh sinh ở đây, thì anh muốn con biết tiếng Việt, biết xã hội của Việt Nam. Những cái thế hệ thầy cô giáo dạy ở đây rất là nhiều, có những vị lớn tuổi, có những em du học sinh, nhưng mà chung quy mọi người đều mang một cái lòng tốt đến, và ai cũng tha thiết muốn cho các em mình ở đây được nói tiếng Việt, được hiểu tiếng Việt và nói một cách lưu loát, hoặc là đọc được, là viết được. Và họ mang một cái tâm rất là lành và ai cũng tha thiết như thế. Giữa lòng thành phố Vancouver, cứ mỗi hai tuần, lời ca của những bài dân ca đất Việt lại ngân lên như vậy. Bằng nhiệt huyết, sự tận tâm, gần gũi của mình, các cô giáo không chỉ dạy tiếng Việt mà còn truyền cho các em tình yêu với quê hương, đất nước và văn hóa Việt Nam. Thưa quý vị, bà Đỗ Ngọc Lan Joyce, giáo viên tình nguyện dạy tiếng Việt tại Ni viện Liên Hoa, cũng chính là người đã kết nối thêm các giáo viên tiếng Việt khác đến đây. Hàng chục năm qua, thì bà Lan Joyce đã tình nguyện dạy tiếng Việt ở nhiều nơi. Bà cũng thành lập riêng một thư viện sách tiếng Việt dành riêng cho con em người Việt tại Vancouver của Canada, với mong muốn là các em có cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với tiếng Việt. Với bà, truyền đi tình yêu tiếng Việt cũng là cách để gìn giữ quảng bá văn hóa Việt nơi xa xứ. Mời quý vị cùng đến với những chia sẻ của bà Lan Joyce. Thưa cô, đầu tiên thì cô có thể chia sẻ về lý do vì sao mà cô lại gắn bó với những lớp học tiếng Việt ạ? Thực ra mình thấy rất là tự hào là mình là người Việt. Các cháu bên này sinh ra hoặc là thậm chí đi sang đây từ bé là không có tiếng Việt, mà ngôn ngữ là văn hóa. Muốn hiểu được văn hóa thì phải hiểu được tiếng nói. Mà tiếng đấy là tiếng đúng đối với mình gọi là tiếng mẹ đẻ đấy. Mình cũng rất may mắn là được sống ở Canada, tại vì ở Canada họ rất tôn trọng cái nguồn gốc của các nơi. Ở bên này hàng năm có một cái buổi người ta gọi là tiếng mẹ đẻ,
là để tất cả những người như bọn mình được hát bằng tiếng mẹ đẻ của mình, đọc thơ bằng tiếng mẹ đẻ của mình, múa hát những điệu múa dân tộc của mình. Cô đã có những cái phương pháp giảng dạy như thế nào để mà các em có thể dễ hiểu và có thể tiếp thu được tốt nhất ạ? Mình dạy nhiều khi cho cả người lớn và trẻ con, và nhiều khi là cùng một lớp học lại trình độ khác nhau nữa. Nhưng mà bản thân mình ấy, thì mình thích nhất là làm sao mà kết hợp với các bài hát ấy để các cháu nhớ. Đồng thời là cũng tùy theo, chẳng hạn như là có một nhóm bọn mình là bố mẹ các cháu là cũng muốn là các thỉnh thoảng là đi vào các restaurant ấy, là muốn đặt hàng ăn tiếng Việt ấy, thì lại dạy tên các món ăn làm sao. Tức là đa số là mình dạy theo cái nhu cầu thực tế. Thưa cô, vậy thì theo cô cần phải làm gì để có thể duy trì được tình yêu tiếng Việt đối với những em nhỏ người Việt sinh ra và lớn lên tại Canada? Thì bọn mình chỉ nghĩ rằng là nếu mà cá nhân bọn mình ấy, thì cố gắng làm sao mà liên lạc được với càng nhiều cái tổ chức tương tự như này này. Và một là bản thân mình volunteer dạy, hai là khuyến khích các anh chị em khác, những người mà kiểu như nói tiếng Việt tốt thôi, thì sau khi mà cùng làm với mình ấy thì là họ cũng rất dần dần họ cũng sẽ đứng ra họ làm được. Chẳng hạn mình cũng phải động viên nhau này, cùng nhau làm được, và ai có khả năng đến đâu đến giúp đến đấy. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của cô.